Xin chào tất cả các bạn. Mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Mình sinh năm 1983. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều giò hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay giới thiệu với các bạn đây là giò Sơn Thủy Tiên, hàng của rừng Lai Châu, năm đầu tiên. Đây các bạn nhìn đây, những đơn hàng của mình trồng như này thì đã được lựa chọn giống rất là kỹ các bạn nhé. Bởi vì như năm vừa rồi đây là mình chọn giống này là giống củ to. Đấy, hoa thì mình không nhớ lắm nhưng mà có màu nâu đỏ hay là màu màu vàng, họng màu vàng ấy, họng nâu đỏ thì mình không nhớ hết được bởi vì vườn của mình nó khá là nhiều Sơn Thủy Tiên. Đấy, nhưng là vào cái mùa này thì chia sẻ cho các bạn để anh em là vớ được màu nâu đỏ thì vớ, mà vớ màu vàng thì vớ. Giò Sơn Thủy Tiên này rất là lớn các bạn nhé. Đấy, củ rất là to, phát triển rất là đều. Đấy, các bạn có nhìn thể nhìn thấy đây. Đấy. Và giò Sơn Thủy Tiên này anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0987 829002. Giò này mình lấy giá là 700.000 đồng. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi kênh clip của mình. Mong rằng những giò hoa của mình chia sẻ cho các bạn thì sẽ phát triển tốt trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.